Chào mọi người nha, em có hai cây phát cỏ giá rẻ cho mọi người về cắt dọn vườn. Hai cây echo nha mọi người. Hai cây echo. Hai cây echo. Máy con này 32 ly nha mọi người. Công suất ở tầm 20-21 cc. Echo Kirik nha. Thì máy này thì về sao bán vậy nha mọi người. Còn khá là đẹp. Tay ga còn chắc trên tay lái luôn nha. Đầu bò trứng cỏ. Máy thì nó về sẽ bán vậy nha mọi người, chứ không có thêm bớt cái gì đồ gì đâu. Máy in Japan. Thì hai con này em giá của nó là 650 một con nha mọi người, 650.000 một con. Máy chưa dọn, về tự dọn nha. Máy này phụ tùng thì rẻ bèo, phụ tùng rẻ. Này về dọn vườn trong nhà đâu á, nó nhẹ người mà nó lại con trâu bò nó bền. Ai mua thì cứ việc chốt và chuyển khoản giúp em nha. Sáu trăm năm mươi nghìn một con nha mọi người, chuyển khoản hết nha mọi người. Cái số tài khoản ở phía dưới phần mô tả nó có đó nha. Mọi người cứ mua máy, ví dụ như muốn mua máy mà công suất như thế nào thì cứ nhắn hoặc là gọi điện cho em thì em sẽ tư vấn cho. Ví dụ muốn mua con máy công suất tầm bao nhiêu rồi giá thành khoảng bao nhiêu á thì em tư vấn. Nói chung hàng bãi là nó tính nhiều dòng lắm. Rồi chào mọi người nha.